được miếng bên này nữa. Đây, các bạn nhìn thấy này, lưỡi da nó mọng này này. Đấy, ăn nó sẽ rất là béo và ngậy. Đây, nước chấm đây. Làm miếng nào. Quá tuyệt vời. Chào các bạn nhá. Hiện tại bây giờ mình đang ngồi ở một quán vỉa hè, đang ngồi uống trà đá. Vừa rồi mình vừa đi lanh quanh ở khu vực thị trấn Cao Lộc. Thì đến đây thì mình nhìn thấy một quán xe vịt quay ở vỉa hè này. Nhìn thấy anh làm nói chung là rất là sạch sẽ và nhìn nó ngon. Thì hôm nay mình sẽ đến đây, mình giới thiệu cho các bạn thêm một cái xe ở khu vực thị trấn Cao Lộc. Nếu mà ai có nhu cầu ăn vịt quay xe thì có thể ghé vào quán của anh. Đây ở phía sau này nhá, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để xem anh làm vịt như thế nào. Hiện tại anh đang có hôm nay bán bằng này con vịt đây. Đấy. Và làm cái này cũng phải xiên xiếc, cũng kỳ công lắm anh nhỉ. Đấy, thấy cái cánh vào đúng không? Đây là cái bát nước bôi màu của anh. Đấy, như này thì màu nó mới vàng được. Nhà mình có ở gần đây không anh? Ở ngay trong này thôi. À, ngay trong này thôi à? À. Con vịt này em nhìn như này, anh có bơm hơi không? Có bơm rồi đúng không? Tức là mình không để giữ thôi, nó xì hết ra đúng không? Thôi nó chín nhanh thôi nhỉ anh nhỉ? Quả nhanh hơn đâu mà giữ đâu đấy, da nó giòn đúng không? Giòn, nếu không giòn được chẳng qua nó không dính vào với thịt của thường thịt. Cái da với thịt là nó tách ra. Nó tách ra thì cái da nó cũng giòn hơn mà đúng không? Bình thường bán này khoảng chắc là muộn mới xong ấy nhỉ, mới hết rồi đấy. Muộn mới hết rồi, tại vì người ta ăn muộn, ăn mùa này rất là muộn. Thứ hai là bây giờ kiểu dạng như là thịt lợn ấy nhỉ, nó đắt, họ ăn vịt ấy nhỉ. Bát lấy màu này gồm nhiều thứ, anh có thể chia sẻ cho em một ít được không? Trong này không? Có mật ong, có kẹo đắng không anh? Không có kẹo đắng đâu. Sao nó lại? Mật ong với nước dừa, nước cốt dừa. À, mật ong với nước cốt dừa. Mà sao nó được cái màu như này nhỉ? Mật ong. Mật ong thì kho loãng nó sao đi hết mất rồi. À. Đúng rồi, hết rồi. À. Mật ong và nước cốt dừa là chính. Ơi các bạn ơi. Đây, than anh đã cho vịt lên trên được bây giờ 2, 4, khoảng tầm 6, 8 chú rồi. Còn bên kia còn vẫn còn có mấy con nữa. Như này là anh để này không sợ là nó cháy anh? Bây giờ mới gạt than ra đúng không? Ôi ôi nhìn này. Cái than này có sợ nó bắn lên con vịt đâu? Không sao đúng không? Ở đây có cái quạt mini này nhỉ? Hay phết nhỉ? Cái quạt mini này. Quạt này lửa rất là vừa. Đúng rồi, nhìn lại hay. Thấy chưa? Hai tầng, với hai tầng. Đây, bên này nhìn khá là hấp dẫn đấy. Bây giờ còn quay cắm hổ luôn. Tí nó lại ra đúng không? Đây, ở đây trên này anh còn có mấy chú đây. À, cái này nướng cả cái món này nữa à? Món nó mề đúng không? Nhắm rượu ở đây à? Nhưng mà ngồi ở đâu nhắm? Ngồi bên này à? Ngồi quán bên cô nhắm được à? Cô phục vụ rượu đúng không? Cũng hay nhỉ? Mề nướng ăn cũng được. Vì ở những cái quán ốc ấy nhỉ? Nó trao mề trong nhất ấy. Mề trao. Cái này là anh tẩm ướp hết rồi nhỉ? Em nghĩ có khi cho tí lá mắc mật vào ướp bên ngoài thì thơm ấy.
nó không dính, không ấy thôi. Nó không dính á, bóp nhỏ á? Không dính ở. Lấy mùi thôi, lấy hương nhỉ, nếu mà hương có khi xay xay quả ra ấy nhỉ. Xay quả ra cho vào mùi thơm đấy. Hay đấy nhỉ, món mề mề nướng. Điện lửa để nướng. Đằng nào cái bộ lòng cũng ấy đâu phải không? Lòng không lấy đâu. Ừ, không lấy. Sao anh không đem ra ngoài này anh bán? Em thấy để đây bán người ta mua 5.000 bộ. Mình bán thì này hay hơn. cho mình cũng ngồi luôn à, mình cũng tí mình cũng tham gia tí cho nó vui đúng không, cũng hay đấy nhỉ. Tí nữa có khi mình làm món này để người tham gia tí cho nó vui nhỉ. Món này phải đứng sau không, món này không nhanh không trước được à, không trước được vịt à, quà đó. Đấy, yên tầm này này. Bây giờ đi đâu về, giờ về đây. Đấy, về đây. Đây, chú này được rồi nhá, đúng không anh? Đây, bây giờ mình sẽ là mua một nửa vịt các bạn nhá, để thưởng thức món vịt của chú anh. Làm nửa vịt không đầu. Đấy. Giữ nhiệt. Ồ, cái lá móng mật đấy nhờ, thơm đấy. Đúng là đặc trưng của Lạng Sơn là lá móng mật. Vịt mà không có lá móng mật nữa thì thôi. Móng mật là cái gia vị không thể thiếu được tất cả các món quay ở Lạng Sơn. Đặc trưng, đặc trưng ngon. Chỉ lá móng mật ở Lạng Sơn thì mới thơm ngon thôi nha các bạn nhé. Chứ không phải là lá móng mật ở đâu cũng thơm ngon đâu. Tranh thủ nhanh và sửa chữa. Rồi. Ngon luôn. Chào mọi người nhá. Nếu mọi người mà hiện tại mình đã vào trong và xem anh làm vịt xong rồi. Bây giờ thì đã đến tầm này là vịt của anh đã chín rồi. Bây giờ mình vừa mới đặt bảo anh chặt ra một đĩa này. Bây giờ sẽ thưởng thức xem nhá. Một đĩa vịt quay ở quán anh. Đây, nhìn rất là ngon. Và đây bên cạnh đây có nước chấm. Nước chấm thì đơn giản thôi, mình chỉ thích chấm ở bên trong bụng con vịt thôi. Đây, làm miếng này, đây còng đấy. Đấy, nóng hổi, ăn cái đồ nóng nào cũng ngon này. Đấy các bạn ơi, xem này, chấm này đậm đà lắm. Đây nào. Wow.
cái vịt ấy ăn rất là ngọt các bạn nhá. Ngọt và cái da, cái lớp da ở phía bên ngoài ấy nó béo mọi người. Cái nước chấm của anh làm ở bên trong con vịt nó rất là vừa mồm. Ngon nóng này mình ngon. Tuyệt vời đấy. Đang đói này, ăn như này thì quá tuyệt vời luôn. Làm một miếng nhỏ nhỏ nữa nhá. À, bên này đi. Mình sẽ ăn một miếng bên này nữa. Đây này. Các bạn nhìn thấy này, lưỡi da nó mọng này này. Đấy. Ăn nó sẽ rất là béo bằng vậy. Không sai một tí nào. Lớp da cắn vào, lớp mỡ nó tung ra và cắn vào cái thịt ngọt. Video hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một quán về quay xe của anh Khoa ở đằng sau kìa. Hôm nay mình ăn được, đánh giá quán vịt quay của anh cũng rất là ngon. Cũng là một cái sự lựa chọn của bạn nào yêu thích vịt quay ở khu vực thị trấn Cao Lộc. Nếu bạn nào muốn ăn thì có thể ghé vào quán của anh để thưởng thức. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.